첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Nếu mọi người đã quá quen với những cái tập Shopee haul của mình thì ngày hôm nay sẽ là một cái gì đấy mới hơn. Đấy là một cái Lazada haul. Cá nhân mình thì mình đặt siêu nhiều đơn Shopee. Chắc là phải đến vài trăm cái đơn Shopee rồi. Nhưng mà mình hầu như là rất ít khi đặt ở bên Lazada luôn, chắc khoảng 1-2 lần gì đấy thôi. Vì mình không thích cái giao diện bên Lazada lắm, cảm giác là nó không phải gu của mình. Nhưng mà dạo này thì mình thấy có khá những cái đồ nhìn trông hay ho mà mình không thể kiếm được ở Shopee ấy. Nên là mình đã thử mua một vài những cái đồ để ngày hôm nay show cho mọi người xem. Và tập ngày hôm nay sẽ là cái tập mà mình đặt Lazada nhiều nhất từng có từ trước đến bây giờ của mình. Ok, không dài dòng nữa, cũng bắt đầu video mình thôi. Ở đây có một cái bao rất là to và mình mua ở đây là một cái áo khoác bông mọi người ạ. Cái sản phẩm này là áo khoác lông cừu thì đang giảm từ 230.000 xuống còn có 189.000, chưa đến 200.000 và có khá màu ấy mọi người. Mình để ảnh ở trên này cho mọi người xem nhá. Thì mình không biết là chất vải của nó sẽ như thế nào nên là mình mua ở đây là màu đen cho nó an toàn. Tại vì nếu mà những cái chất vải nó không xịn lắm thì màu sáng nó sẽ rất là lộ, sẽ kiểu rất là xấu luôn ấy. Nên là mình mua màu đen. Có vẻ sờ ở đây ở trên tay thì ok đấy mọi người ạ. Người nhìn gần này trông khá là ấm áp. Ở bên trong và ở bên ngoài nó đều là cái chất lông cừu, cái chất bông lông cừu như thế. Tay thì sẽ may kiểu này nè. Sờ ở trên tay thì mình hơi bất ngờ một chút xíu vì sờ khá là dày dặn với cả mịn dã man luôn đấy mọi người. Nhưng mà cái chất này mặc mùa đông thì vừa ấm mà vừa mịn này, thích phết. Em này thì nếu mà mọi người kéo kịch ấy thì cái cổ của em nó sẽ khoảng 5 phân và ôm cái cổ của mình như thế này nữa. Mọi người chỉ cần mặc một cái em này xong rồi mặc thêm quần jean với cả một đôi boots đen, hoặc là đáng yêu hơn với không sợ lạnh thì mọi người có thể thay bằng chân váy thì trông cũng rất là xinh. Cái túi này thì nó chỉ vừa tay thôi, chứ không đến mức vừa được cả điện thoại đâu. Với cả ở trong của túi thì là vải bình thường thôi, chứ nó không phải bông bông như này. Mọi người có thể xem video mình mặc lên để xem cái giá của nó nhá. Tạm thời nhìn chất ở đây với cái giá 200.000, chưa đến 200.000 chứ, 189.000 thì mình khá là ưng ý với cái chất này, dày dặn sờ mịn. May không lộ ra gì cả và cũng không có chỉ thừa đâu. Tiếp theo một cái em áo khác, một cái em áo dạng twist đắt tiền hơn và mình mong là nó sẽ xịn hơn. Có giá đang giảm từ gần 500k xuống còn có gần 400k thôi. Em mình đặt là size M nhá. Xịn phết mọi người ạ. Đúng là tiền nào của đấy. Chất của em nó này bling bling không? Nhìn trên ảnh thì mình đã thấy ưng rồi, nhưng mà cầm trên tay thì có vẻ nó còn xịn hơn cả tưởng tượng của mình. Tại vì cái chất của em nó này, mọi người thấy không? Lấp lánh rất man, nó có những cái kiểu cái này gọi là gì ta? Mình không biết gọi cái này là gì nữa. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người biết thì comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Mặc lên rất là tôn cái áo luôn. Ở trong em này thì sẽ có một cái lớp lót như thế này, nhẹ nhẹ. Tay áo thì sẽ dài và cả cổ này, cả tay đều có một cái này mình khá là thích. Đấy là người ta may kiểu một cái lớp vải nhún nhún ở cổ với ở tay ấy. Trông tiểu thư dã man đúng không? Cả những cái đường viền áo như thế này này, trông sang dã man không các bác? Kể cả những cái cúc này trông cũng rất là xịn luôn. Mọi người có thể cài vào nếu mà đi đường thấy lạnh. Em này bản thân riêng nó đã xinh rồi nên là mình nghĩ khi mặc chỉ cần mặc thêm một cái chân váy đen thôi cũng rất là ok. Tạm thời là chưa tìm thấy cái điểm gì để chê ở em nó cả. Chỉ thấy điểm cộng thôi là cái chất bling bling này nó rất là đẹp, nó đẹp hơn ảnh rất là nhiều ấy mọi người ạ. Thì ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh nữa. Tại vì mình nghĩ là trên ảnh người ta không thể đặc tả được cái chất của em này kỹ. Thực ra là style của mình nó cũng hơi basic, hơi kiểu năng động một chút xíu. Mình không mặc những cái áo tiểu thư như này quá nhiều. Nhưng mà cầm cái em này trên tay mình vẫn phải công nhận là nó đẹp thật mọi người ạ. Rất là ưng luôn. Tiếp theo thì ở đây mình có một cái áo phông. Mình không biết là mùa này mọi người có mặc áo phông nhiều không. Chắc là ở miền Nam các bạn Sài Gòn chắc vẫn mặc áo phông rất là nhiều. Còn ở Hà Nội thì mình cũng thường mặc áo phông ở trong nhà nhiều ấy mọi người. Mình không thể đi ngủ với cả áo dài tay hay là quần dài được, không hiểu tại sao. Dị dã man, kiểu cảm thấy không thoải mái ấy. Đây ở đây mình có một cái em áo phông Odin. Mình thì mình cũng không dành về những cái brand lắm đâu. Nhưng mà mấy hôm trước mình có lướt lướt ở trên Lazada và thấy cái shop này bán toàn đồ kiểu nhìn trông rất là lạ mã luôn. Đây là một cái style mà mình thấy là ở những cái shop bình thường nó không có mọi người. Ở trong shop này thì mình khá là ưng ý, có nhiều cái áo hình print hay lắm. Em này mình đặt ở đây là size M thôi. Nhưng mà nhìn ở đây cũng chắc là quá mông đấy, trùng quá mông. Và tay áo thì là tay lỡ này. Có in logo ở phía tay này, ở cổ nữa. Và mọi người nhìn hình của nó này, nó sẽ hơi bị bóng bóng một chút xíu đấy. Nhưng mà nói chung là rõ nét đúng không? Chất này thì gần như là chất cotton, có thể thấm hút mồ hôi ok. Form rộng rãi, mình thấy form này kể cả size M thì con trai mặc cũng được luôn á. Thì mọi người cũng có thể mua cái em này làm áo đôi luôn cũng ok. Và với cái hình in to như này và với cái chất liệu in này thì sờ mình thấy là sẽ hơi bị bộn bộn một chút xíu. Nhưng mà tại vì hình của nó khá là lạ, khá là độc ý, mình cũng không thể kiếm được ở đâu khác cả. Nên là nếu mà mọi người thích style hình kiểu này mọi người có thể mua thử nha. Em này hình như cũng có cả màu trắng nữa nhưng mà mua màu đen cho dễ mặc các bạn ạ. Nếu mà được chấm điểm em này chắc là sẽ cho khoảng 9 điểm trừ 1 điểm là cái chất in nó hơi nếu mà mấy cái to thì nó sẽ bị hơi cứng. Lâu lắm rồi thì mình mới đặt Lazada lại mọi người, may mà từ đầu đến giờ nó vẫn suôn sẻ. Ngoài lề một tí là đầu tiên mình mua hàng trên Lazada là mình mua iPhone 11.
sợ dã man kiểu bỏ một cái cục tiền mà mua, chỉ sợ người ta gửi về cho cục đá thôi. Thì không biết làm thế nào. Và lần thứ hai là mình mua hai cái áo cùng một shop, nhưng mà người ta giao thiếu cho mình một cái, xong rồi lại giải quyết bằng tiền các thứ, nói chung là nhắn tin mệt dã man. Thì từ đấy bây giờ khá lâu rồi mình mới mua lại. Có một cái em áo rất là đơn giản thôi, có 40, chưa đến 40, một cái áo yếm màu trắng ấy mọi người ạ. Sẽ buộc ở cổ như này nè. Và chắc là dáng của em nó thì sẽ khá là crop top đấy. Dọc ở ngực thì nó sẽ nhìn này, và cũng có kiểu hơi bo bo ở chỗ phần dưới nha mọi người ạ. Chân này thì là len tăm khá là ok đúng không? Mùa đông rồi chắc mọi người cũng hỏi là tại sao lại mua những em áo kiểu này đúng không? Cái này nó còn hở cả lưng nhìn này này. Nhưng mà dạo này mình đang tìm kiếm một cái em áo kiểu kiểu như này mình mặc, xong rồi mình sẽ mặc thêm một cái áo khoác ở bên ngoài nữa, màu trắng luôn. Trông nó cũng chẳng hở quá, nó chỉ hở một tí tí ở chỗ cổ này thôi này mọi người. Và mặc lên thì trông cũng khá là hay nữa. Nó cũng không quá dày đâu hay là gì cả, nó cũng chỉ mỏng mỏng thôi. Và chất này thì có thể có giãn được, mình nghĩ là khoảng 55 cân đổ lại thì có thể mặc được cái em này. Tiếp theo thì mình có hai cái em quần tập gym, rất là đơn giản luôn. Một cái màu đen này, một cái màu hồng. Và mình đặt ở đây là size, cái này nó ghi là size SM. Nhìn này, màu hồng này nó không hẳn là màu hồng mà nó như kiểu là màu coral ấy mọi người. Nhìn nó kiểu hơi hồng cam một chút xíu. Bụng sẽ có một cái chun to như thế này. Và những cái đường may nhìn trông nó rất là gym luôn. Nhìn một cái là biết quần tập gym rồi mọi người. Có cả chữ ở phần bên này nữa. So cái thun này nó khá là mịn đấy mọi người. Với cả nó co giãn tốt nữa. Chưa biết là mặc lên người nó có fit không thôi, nhưng mà nhìn chất khá là ok. Cảm giác là nó sẽ khá là bó vừa đủ vào người để bọn mình tập gym. Mọi người hay hỏi mình là mua đồ tập gym ở đâu. Hôm nay mình mua thử ở Lazada cho mọi người xem luôn. Cái size của quần đen mình mặc thì cũng thế nhá. Cái em quần đen này nó có vẻ là dày hơn cái em quần hồng vừa cho mọi người xem một tí. Có 45.000 mà nhìn như này dày dặn đấy cho mọi người. Tại vì nó cũng không phải là hãng hiếc gì, nó không có brand gì cả. Với cái kinh nghiệm mua đồ tập gym của mình thì mình thấy thế này là khá ok đấy chứ. Với cả mình cũng lười mặc mấy cái em quần tập gym dài nữa, nên là mình hay mặc mấy cái quần dáng như này hơn. Dạo này mình lướt trên Lazada ấy, thì mình thấy là những cái đồ của Lazada mặt bằng chung cũng khá là rẻ, với cả trông lạ lạ nữa. Chắc là tại lâu quá không lướt. Nói đến quần tập gym thì mình có hai cái em áo bra này, nó cũng kiểu sport bra ấy mọi người ạ. Mình mua hai màu dễ dùng nhất là màu đen với cả là một cái màu da. Em áo kiểu này thì mình đã mua trên Shopee một lần rồi và mình thấy là mặc khá là ok, nên là mấy hôm trước lướt ở Lazada ấy thì cũng thấy thì mua thử để mặc thêm ấy mọi người. Đây ở đằng trước thì nhìn kiểu trung tâm như này, và ở trong thì trơn nha mọi người. Cái này mặc chắc chắn cực luôn ấy, với cả cũng dễ mặc nữa. Gần như là mình mặc những cái áo kiểu này suốt luôn ấy. Trừ những cái đồ body ấy thì mình sẽ mặc áo cúp, nó cũng được hơn. Thế là nếu mọi người muốn kiếm một cái áo ngực thoải mái thì phải kiếm em này luôn nhá. Hôm nào mà đang ở nhà mà muốn tập tành một tí, mọi người cũng có thể mặc nguyên cái áo này mà không cần thay sang đồ tập gym, tại vì cái em này nó rất là chắc chắn luôn. Tất nhiên là không được chắc chắn đồ tập gym rồi, nhưng mà chắc là nó cũng phải được đến 70%, 80% so với mọi người mặc áo ngực bình thường thì nó sẽ bị không chắc chắn ạ. Mình còn ba cái đồ nữa, không phải là quần áo, rất là hỏi chấm chấm than đây. Một cái khăn tơ bình mà chỉ có 8-9 nghìn đấy. Mua cái em này thì chắc chắn là sẽ dùng được trong rất là nhiều những cái mục đích khác nhau mọi người ạ. Hoặc là mọi người có thể dùng làm tơ bình trên đầu. Quảng vào đây hơi buồn cười nha, mọi người có thể dùng làm tơ bình trên đầu, hoặc là mọi người có thể làm khăn quấn cổ, hoặc là dùng làm những cái phụ kiện ở bên dưới, hay là quấn làm áo cũng được. Cái này thì sờ nó kiểu thô thô và nó cũng mỏng thôi mọi người ạ. Nhưng mà hình in thì rõ nét, và với cái giá có vài nghìn, chưa đến 10 nghìn như này thì cũng không còn gì để nói nữa. Đây hình như là một cái shop quốc tế thì phải, mình đặt chắc khoảng 1-2 tuần đi á. Mình có một đôi tất ở đây mà nó đáng yêu quá, mặc dù là mình nghĩ mình sẽ không đi nó mấy, nhưng mà đáng yêu quá và không thể kiếm lắm á. Có rất là nhiều mẫu, nó như kiểu chân mèo ấy mọi người, cổ cao mọi người ạ, rất là matching với cả cái áo mình mặc ngày hôm nay này. Đây thì ở dưới chân nó sẽ là chân mèo như này. Chất kiểu lông cừu ấm áp cực kỳ luôn, kiểu như mấy cái tất mà trẻ con hay đi luôn á. Mọi người mặc áo ở trên, ví dụ là màu này chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể đi tất lộ cái cổ ấy ra, vì cổ nó là cổ cao mà. Xong rồi đi sneaker cũng ok. Công nhận là cái chân này nó dày dặn cực kỳ, và nó có thể có giãn được nữa. Cuối cùng là một cái em cốc này. Cái hôm ngày hôm nay mình mua không chỉ mỗi quần áo mà mua khá là linh tinh, tại vì mình muốn thử xem những cái ngành hàng khác nhau thì ở trên Lazada nó bán hàng như nào ấy. Em cốc này thì khoảng 100k thôi. Fan của cốc chén vào đây ngay. Cái em này quá là xinh luôn, cốc gốm ấy. Với cả không phải là cái hình dáng bình thường mà nó sẽ hơi móc méo như này, người ta cố tình á mọi người. Cảm giác khá là mộc mạc đúng không, kiểu cảm giác vừa đi vào làng gốm xong mua được cái cốc gốm về ấy. Ở dưới đít cốc thì sẽ hơi chám chám một chút xíu như này. Mình có thấy một vài bạn KOL đăng ở trên Instagram cái cốc này rồi, share cái cốc này rồi ấy. Mình add vào giỏ hàng ở trên Shopee lâu lắm rồi ấy. Hôm nay lại nhìn thấy trên Lazada nữa mà đang giảm giá nên là mình mua luôn. Cầm được cái cốc này ở trên tay thì mình mới thấy là cái giá này nó quá rẻ, chưa đến 100.000 mà cái cốc nó dày dặn với cả nó đẹp dã man.
eo ai đẹp lắm anh. Để chọn cái sản phẩm thích nhất trong video ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ thích cái em cốc này với cả cái em áo xinh xinh vừa nãy. Cái em áo này mọi người ạ, đây là hai cái sản phẩm mình thích nhất trong video ngày hôm nay. Với cả nếu được recommend cho mọi người thì cũng recommend hai cái đồ này luôn, quá là được. Đây là cái lần đầu tiên trong cuộc đời mình đặt nhiều đồ Lazada đến như thế này. Và cũng là cái Lazada họ đầu tiên của mình luôn. Mong mọi người đã thích video này. Đừng quên subscribe và hẹn mọi người trong video lần sau.